Chào cả nhà, hôm nay Nhân sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cùng đi vào cái kênh YouTube của Nhân để cả nhà mình có thể xem được những video. Tại vì khi mà có những video nó đề xuất lên á, thì cả nhà mình vào đó xem thì xem nó không có được trọn vẹn lắm. Thế cho nên là có những cái câu chuyện thì Nhân nói bị giữa chừng này kia đó, thì mình không hiểu được hết câu chuyện. Thế cho nên là cũng rất là khó khăn. Mà hôm nay á, là chủ yếu là Nhân sẽ chỉ cho mình những cái cách mà tìm kiếm được cái kênh của Nhân, thứ nhất, và cái thứ hai là làm sao để vào được cái kênh tổng kênh của Nhân để xem được tất cả những video mà từ ngày xưa tới bây giờ Nhân đã làm. Rồi, xin mời mọi người nha. Rồi nó có rất là nhiều cách để đi vào cái kênh của Nhân nha cả nhà. Ví dụ như đầu tiên là mình có thể gõ số điện thoại của Nhân. Đó, thì đây là nó sẽ ra những cái YouTube của Nhân làm. Rồi ví dụ như mình muốn xem cái nào thì mình vô đó mình xem đó. Ở đây nó có tựa đề sẵn hết nha cả nhà. Mình muốn vô mình coi khu nào thì mình vô. Là một cách nữa thì mình sẽ gõ tên của Nhân, Nguyễn Trung Nhân. Thì lúc trước là cái kênh của Nhân là nó sẽ nằm ở trên đầu trên đây. Nhưng mà do là Nhân làm cái tên nó bị nhầm đó. Thì đâm ra là nó gõ Nguyễn Trung Nhân thì nó lại cái người này lên đầu. Đó, thì mình thấy cái biểu tượng cái hình của Nhân ha, mình lít một tên. Đó, thì đây là nó có tất cả những cái video của Nhân làm. Thì ở đây là mình thấy là được 2.002 người đăng ký rồi. Đó, thì mình muốn xem tất cả video thì mình bấm vào video. Ở đây là nó sẽ hiện lên tất cả video Nhân đã làm. Như ở đây là nó sắp xếp theo cái kiểu là video nào mới thì nó sẽ nằm trên đầu, cũ thì nằm ở dưới ha. Đây là mình cứ kéo xuống. Ở đây thì mình có những cái khu chẳng hạn như là Trần Anh Riverside nè, thì mình sẽ lít vô những cái video Trần Anh Riverside. Hoặc là mình xuống đây thì nó có những video về Bella Vista hoặc là các tầng khu sinh. Đó, thì nó có những cái tựa đề này. Ví dụ như đây, video này là cơ hội trong khi mua nhà đất còn sơ khai. Cả nhà mình cứ bấm vào đó mình xem. Hoặc là những cái khu khác, chẳng hạn như đây là thị trấn Đức Hòa, khu Làng Sen, khu Tân Đức, khu Bella Villa, rồi khu Nam Phong này. Nó có rất là nhiều khu dân cư, cả nhà mình muốn xem khu nào cứ vào đó xem. Ở đây là Thủ Thừa, Phú Thanh. Rồi ha, mình muốn xem cái video nào thì mình sẽ click vào đó mình xem. Chẳng hạn như một video đi, mình sẽ bấm vào một cái video. Chẳng hạn như về sai đó, là khi mà cả nhà mình thấy được cái video của Nhân đó, thì nhà mình sẽ xem hết á, nó cuối video thì nó sẽ có một cái màn hình chú thích. Thì mình sẽ click vào đây, click vào những video này để mình tiếp tục mình xem. Chẳng hạn như đây là một cái danh sách phát của khu Bella Vista. Thì phía bên tay phải của mình nó sẽ có những cái video tiếp theo của Nhân, chẳng hạn như mình xem xong cái video này. Mình xem xong cái video này xong rồi mình muốn tiếp tục thì mình sẽ xem thêm video bên đây. Rồi xong là mình có thể tiếp tục mình xem thì mình cứ bấm vào video tiếp theo mình xem ha. Còn khi mà mình xem xong video á, thì ở dưới đây là cái phần
phần bình luận nha cả nhà. Thì mình có thể là ví dụ như là mình muốn xem hoặc là mình muốn làm một cái gì đó, thì hoặc là video của Nhân hay không hay gì đó, mình có thể là bình luận ở phía ở dưới này để Nhân có thể biết, Nhân chỉnh sửa những cái video của Nhân làm. À, còn bên đây thì mình sẽ có một cái nút đăng ký này. Thì khi mà cả nhà mình bấm vào cái nút đăng ký này đó. Thì khi mình đăng ký kênh rồi đó, thì tất cả những video này và những video sau này Nhân làm về nó thì nó sẽ thông báo qua Google cho cả nhà mình cùng xem. Đấy, hoặc đây là mời cả nhà mình sẽ bấm vào đây, biểu tượng của kênh, bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên tất cả những video của Nhân. Mọi người mình cứ thoải mái mình xem ha. Nó còn đây nữa. Thì chẳng hạn như là nếu như mình xem video đó mình thích đó, thì thấy hay đó thì mình cứ bấm nút like. Còn nếu mà nó không hay thì mình cứ bấm nút là không like, không thích. Đó, còn đăng ký ở đây Nhân nhắc lại nha. Nếu như cả nhà mình đăng ký thì những cái video sau này, tất cả những video sau này là khi mà mình Nhân làm á thì Google sẽ thông báo cho cả nhà mình, rất là tiện lợi cho cả nhà. À, xuống đây là cái phần mô tả. Mô tả thì ở đây Nhân có để cái fanpage bên Facebook, thì nhà mình có thể qua đây xem cũng được. Tất cả video có bên đây hết. Đây là kênh YouTube của Nhân. Rồi ha. Còn nếu như cái nhà mình nếu mà coi mà nó hơi bị mờ đó, thì mình có thể bấm cái nút cài đặt ha. Mình vô phía bên chất lượng, mình chọn chất lượng. Chẳng hạn như đây là Nhân đang chọn là 1080. Thì coi mình xem nó sẽ rõ hơn. Còn mình chọn những cái dưới thì nó sẽ không được rõ lắm. Nãy giờ thì Nhân cũng giới thiệu cho cả nhà mình sơ lược về cái cách để đi vào cái kênh của Nhân để xem tất cả những cái video mà Nhân làm từ trước tới giờ. Thì cả nhà mình xem xong hãy nhớ là nhấn cho Nhân một nút like, và cái điều quan trọng nhất là cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký đỏ đỏ phía dưới màn hình đó. Thì mình bấm vào nút đăng ký để mà sau này tất cả những video mà Nhân làm về những khu dân cư khác thì biết đâu là cả nhà mình thứ nhất là nó phù hợp với cái tài chính của mình, thứ hai là cái vị trí mà mình ưng ý, thì cả nhà mình có thể là gọi điện cho Nhân để Nhân tư vấn nhiệt tình cho cả nhà mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.